Vâng, em xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em lại về thêm được một đôi loa nhé. Đôi loa của Panasonic nhé. Dòng Panasonic này tiếng rất đều các giải, bát tép các thứ nghe đều được hết luôn nhé. Tiếng rất hay. Và dòng này của nó là Super Woofer nhé. Đánh tiếng bát ra rất sướng. Và đấy, ngoại hình của nó như sau. Nhìn rất đẹp. Và con này nhìn rất là đẹp đấy. Nhìn rất tuyệt vời luôn nhé. Đấy. Đấy. Con này cũng có hai cầu loa nhé. Con này hai cầu loa nhé. Đánh cầu hình như là cầu bát riêng và cầu tép riêng. Đấy. Con đây, đấy. Công suất của nó đây. Công suất của con này là đạt là 100W một loa. Vâng. 100W một loa. Vâng, đấy. Đấy, loa về nhìn rất là đẹp. Đấy. Còn việc loa nó bị sức sát tí thì không tránh khỏi được. Vâng, đấy em quay đây để quý vị và các bạn xem nhé. Đấy, hàng vừa về xong chưa lau chùi. Đấy. Con này nhá. Con này của nó là bát của nó gắn cái mặt này vào, muốn tháo thì phải tháo cái này ra. Đấy, một tháo cái này ra. Cho nên là mất rất nhiều thời gian mà có khi lại sứt sẹo. Cho nên em không tháo ra nhá. Đấy, đây con này nó bát này chắc là bát cỡ khoảng tầm 10 năm gì đấy. 15 16 gì đấy, đổ lại. Vâng. Từ 14 đến 16. Vâng, những dòng này. Cao đây nhá. Cao 20 này. Cao cỡ khoảng tầm 32. 31 32 gì đấy. Vâng. Ngang khoảng tầm 20, sâu khoảng tầm 21. Vâng. Đấy. Sâu 21 ở trên đấy nhưng mà sâu ở đây thì lại khác nhá. Sâu ở đây thì của nó lại là thành sâu 20 23 24 mất nhá. Đấy. Đấy. Đôi loa này nhá, đôi loa này em bán với giá của nó là 1.290.000 nhá. 1.290.000. Vâng, quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966594581. Dạ vâng, em xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo của em.